Xin chào các bạn, hiện tại Beco team mình đang có rất là nhiều công việc để hỗ trợ cho các bạn đi siêu mới và chuyển việc. Tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu công việc, đó là IT, chuyên về phát triển hệ thống web. Công ty thì có địa điểm ở tại Osaka, cách ga Namba khoảng 5 phút đi tàu nhé. Số lượng tuyển 5 bạn, thời gian làm việc từ 9 giờ cho tới 18 giờ và lương thì từ 23 man cho tới 42 man tùy thuộc vào theo năng lực và trách nhiệm của các bạn. Công việc này thì bạn nào có kinh nghiệm thì sẽ là một lợi thế nhé. Chi tiết về nội dung công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan đến visa thì các bạn hãy đến tham gia buổi sesh Jamaica của Beko team mình để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Buổi sesh Jamaica của Beko team mình thì sẽ được tổ chức hàng ngày vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi ngày thì Beko team mình sẽ có khoảng hơn 20 công ty đầy đủ các ngành nghề lĩnh vực để cho các bạn lựa chọn. Và sau khi kết thúc buổi sesh Jamaica thì các bạn sẽ được hỗ trợ cho kỳ phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp. Nếu bạn nào quan tâm đến công việc thì hãy đến tham gia buổi sesh Jamaica của Beko team mình hoặc là gọi vào số 0362068058 để hỗ trợ tư vấn nhé. Cảm ơn các bạn.